Bây giờ nói luôn nè nha mọi người, bây giờ em nói luôn, chị Trang mới điện thoại đòi tiền em nữa, em là em nói luôn cho chị Trang nè nha, đó là nói luôn chị Trang nè, chị Trang nè, gọi tên là chị Trang dùng từ cho mượn em mượn tiền là sai nha. Chị Trang không được dùng từ là cho em mượn tiền, em nói thẳng, nếu chị Trang có lòng tự trọng tự ái thì không được dùng từ đòi tiền em. Và em hôm qua em đã ra nói với chị Nhung rồi nha, chứ không phải không nói nha, là chị đừng dùng từ cho em mượn tiền nha, chị đừng có tráo trở như vậy nha. Bây giờ em nói luôn, tối em nói lại nè, mới nhắn tin đòi tiền con nhẽo em nói luôn nè. Thứ nhất nha mọi người, em nói luôn, bây giờ nói, giờ nói luôn nè, nói xong nói lại nữa, bà mới nhắn tin đòi tiền. Thứ nhất, ngày em dọn em cho mọi người nghe, hồi đó em ở dưới đây, nhà ở dưới đây là 6 triệu rưỡi một tháng, lúc đó mới hết dịch, hết 6 triệu rưỡi một tháng. Thì chị Trang mới kêu em lên chung cư ở đi, lên chung cư thuê nhà chị Trang ở đi. Thì em mới nói là thôi, em đang ở dưới đây nhà có 6 triệu rưỡi một tháng, mặt bằng dưới đất 6 triệu rưỡi một tháng, mà có hai phòng nữa, em một phòng, con nhỉu một phòng, em không lên chung cư ở đâu, tốn tiền dữ lắm, và là không có mặt bằng để bán. Chị Trang nói mày ngu quá, mày lên trên chung cư ở đi, tao cho mày thuê nhà của tao nó rẻ, mấy gần 20 triệu một tháng, tao cho mày thuê 9 triệu một tháng thôi, 9 triệu một tháng. Mày lên đó mày có hết để kho bãi gì hết, thật sự em không có lên, em thề nó Trang xe đụng em. Em nói nha, em kể câu chuyện này nha, em mà có nói sai một lời em cho gia đình em chết hết. Còn chị Trang mà nói em nói sai, chị Trang dám thề, chị Trang cũng có người thân á, dám thề đó đi. Em mà kể sai gì cho gia đình chị Trang chết hết không? Alo. Tí tính sao chị, tí tính sao, tí em gọi lại nha chị. Dạ. Xong rồi em mới chịu là đi về chung cư nhà chị Trang ở. Thì chị nói với em cho thuê 9 triệu một tháng, bước lên là không cần phải gì hết nha, tức là nhà cho thuê 9 triệu thôi. Bước lên chung cư, chị cho em thuê 10 triệu một tháng, chưa kể tiền phí quản lý chung cư này nọ, té ra một tháng mười mấy triệu, gần 13 triệu, 14, gần 13 triệu mấy một tháng, gần 14 triệu. Cái số mà từ 9 triệu nó lên tới 14 triệu, 13, 14 triệu một tháng. Là mọi người thấy hai sự sai lệch nó khác nhau rõ ràng chưa? Nhưng mà em không có nói tiếng nào hết, em vẫn đóng đầy đủ. Thậm chí em chưa từng đóng tiền nhà trễ. Hợp lý chưa? Mọi người thấy em sống có tình có nghĩa chưa? Là lên chung cư ạ, à, đó mà giúp đỡ em, ok là có, xe live stream là có, cái đó công nhận. Nhưng bên ngoài đó chị Trang nhờ em tất cả những việc khác, em có lên em kể lễ không? Có nhà khuya 1 giờ chị Trang kêu, 2 giờ chị Trang kêu, 3 giờ chị Trang kêu, chạy chạy đi chạy nào, em đâu có kể mọi người. Nhưng mà mọi người nhìn được bộ mặt là chị Trang đang giúp đỡ thằng Can. Nhưng mà mọi người đâu biết thằng Can giúp đỡ chị Trang cái gì, tại vì em đâu có công khai lên. Cho em thuê nhà nói sao lên nó 9 triệu, bay lên thuê mười mấy triệu một tháng. Em không nói tiếng nào hết, em vẫn chấp nhận em đóng tiền đúng đàng hoàng, và chưa hề đóng tiền nhà trễ một ngày nào hết. Xong lúc mà thuê nhà thì Trang nói là em nói chị Trang ơi, chưa kể hết nhưng mà người xong rồi nhà lúc đó em còn đang mới đóng tiền nhà, tiền mình dọn đi thì mình phải báo người ta nhà trước để người ta trả tiền cọc lại mình, đúng không? Thì em nói là thôi, nhà em đang còn dưới đây, em còn thuê dưới đây, tiền nhà ở dưới đây là còn tiền cọc là mới đóng, phải báo người ta trước một tháng em mới lên. Chị ơi, bây giờ em lên trên đó em tốn tiền nhà tháng này, mà em mất luôn tiền cọc sao chị Trang em lên đâu, để tháng nữa em lên mày sao vậy, giữa tao với mày không lẽ tao lên tao cho mày thấy tiền nhà đó không được, mày dọn lên đi, tao cho mày thấy tiền nhà coi như tao đền tiền cọc dưới này. Ok em dọn lên luôn, mà mọi người biết lúc đó tiền mới bỏ ra bỏ xếp mẹ, em dọn đi đồ lên chung cư ở lại, em bỏ phải bỏ đồ đạc mới mua sắm, em bỏ gần đồ đạc như là mấy chục triệu đó mọi người, em bỏ mấy chục triệu để em lên chung cư ở. Thì em lên chung cư tháng đầu tiên thu nhà luôn, thu luôn mọi người, không có cho em tháng tiền cọc như đã hứa, tức là khi em lên bỏ tiền cọc dưới nhà mặt đất thì lên cho em tháng đầu tiên, ba không cho luôn mọi người, bà lấy luôn. Một tháng đầu tiên em cũng không nói nữa, chứ trời, em nghĩ tình nghĩa cho em mình thương mãi vậy nè, tại vì em là một người được không có gia đình, em từ nhỏ là nói chung là thương anh Tư em nhiều hơn, tại em gây BD đó, thành ra em không có được thương. Thành ra lúc mà em chỉ lên Sài Gòn chị được chị Trang phải thương một cái là em cảm nhận là mình cần tình cảm, mà khi người ta đụng tới cái điểm yếu của mình á là em rất là thương bà. Thành ra cái chuyện gì từ nhỏ sao tới lớn mình chơi ba 15 năm, bà chửi em đúng sai đầu cha rồi mẹ chửi xuống là em đều ok hết, chấp nhận bỏ qua hết. Nhưng mà cái chuyện mà bà nói tới lên mạng xã hội, bà nói em mượn tiền bả này nọ không trả là bà ăn không nói có. Rồi xong khi em lên, mọi người biết không, nói là lên nhà cho thuê nha,
cho thuê nó là 9 triệu thôi, lên nhà cho thuê mười mấy triệu, em thề nó ra xe đụng chết liền đó, thì phải cho thuê 10 triệu phí quản lý chung cư nữa, mười mấy triệu chưa, thì lúc đó thì phải nói người ta, Khang ơi, ta cho mày thuê nhà tháng 9 triệu thôi nha, mà phí quản lý chung cư là lên tức là mười mấy triệu nha, phải phải nói chứ. Nhưng mà cũng đâu có cho thuê 9 triệu đâu, cho thuê 10 triệu. Mà đi lên mạng xã hội lúc nào cũng nói giúp đỡ người ta cho thuê, người ta cho thuê nhà cũng như lấy rẻ, để bà nội tôi chứ rẻ. Nhưng mà mọi người thấy có bao giờ mà em lên trên mạng xã hội em nói không có đó mọi người, chị đang nói gì cho thuê một đẻo không? Đến đây cho thuê mười mấy triệu một tháng. Mà nói 10 triệu em luôn đó. Em tới bây giờ đi lên trên mạng xã hội. Rồi tới cái mọi người nghe nè. Xong rồi nha. Nói rồi bắt đầu nói chứ em dọn lên cho em tháng tiền cọc đi, kêu bỏ tiền cọc dưới đây đi, dọn lên cho em tháng cọc, dọn lên có bỏ cho tháng tiền cọc nào đâu, em vẫn phải đóng tháng tiền cọc nữa, tháng nhà vừa mất tiền cọc dưới đây mà lên đó phải đóng cho phải một tháng tiền nhà mới. Em vẫn vui vẻ không nói từ nào, tới bây giờ mới nói nè, tới bây giờ đợt hỏng ba lên mạng xã hội bắt đầu tiền em tiền nhà em mới nói, rồi cho mọi người nghe nha, mọi người coi ai đúng ai sai, em sống rất là tình cảm luôn rồi đó. Xong nha mọi người, đi lên trên đó mười mấy triệu rồi em không nói nha, rồi cho qua rồi đó đi, rồi xong nè, rút lên trên nhà nói với em á là em hỏi tại em người em rõ ràng lắm, em nghèo thiệt nhưng mà em sống câu đó là rõ ràng, em nói một là một, hai là hai, không có câu thứ ba luôn đó. Em nói chị ơi, tiền nhà chị cho em đóng vào ngày nào? Bà nói trong tháng mày muốn đóng ngày nào mày đóng thì ok chưa, thì trong tháng mày muốn đóng ngày nào mày đóng, miễn là trong tháng. Tháng đầu tiên em lên em nói chung là bận bịu bán hàng quá mọi người, lúc đó em đâu có thiếu tiền, thật sự lúc đó em không thiếu tiền. Bả lên mới nói em á, em mới nghĩ là thôi mình bận quá mình đóng đi làm mình đưa nhỉ, thật sự đó em cũng giữ tiền, bây giờ cũng vậy đó, bây giờ thì em nghèo rồi đó, bà đó khá thôi thì con nhẽo nó đóng tiền, nhẽo nó nhớ ngày nào thì đóng, em dặn nó vậy, đóng ngày 15 tây. Bả đi nói chị Hà là em một đứa không biết điều, đóng tiền nhà mà để ngày 15 mới đóng. Chị Hà bả nói mày đó mày mới bậy á, mày nói với nó là trong tháng đóng, ngày nào đóng cũng được, thì nó ngày 15 nó đóng mày đợi rồi. Bà nói à, nói như vậy thôi nhưng mà cũng biết đầu tháng chứ. Ủa sao kỳ vậy? Nói như vậy cũng biết là sao thế, mẹ đầu tháng đóng đi. Em cũng không nói thế nào nha, em nhưng mà chị Hà nói lại cho em. Từ ngày đó em sao 28 tay em đóng về nhà. Mọi người coi dựng lại những cái livestream của chị Trang có like đó. Chị Trang hay nói đó, cái nó sang nó sợp ghê. Đóng về nhà là 28 tay nó đóng rồi. 30 thì em đóng rồi. Tức là không bao giờ để qua mùng 1. Là chị Trang có nói mọi người công nhận, em nói gì không có sai gì đâu. Mọi người em im luôn tới bây giờ đó. Là em vẫn chấp nhận em chơi, tại vì em nghĩ nè, cái gì mình cho qua được mình cho qua. Tình cảm chị em mình chơi á, 10 năm với mấy năm trời khó kiếm lắm. Thành ra đè đầu cỡ cổ em cái gì em cũng chịu, em chấp nhận hết đó. Nhưng mọi người thấy em quá đáng chưa? Cho thuê nhà nó 9 triệu lên mười mấy triệu, ok chưa? Mà trên nhà nó, trên nhà em vẫn nói em giúp đỡ, ok hết đó. Những cái em giúp đỡ chị sao chị không kể đi? Rồi em vẫn im nha mọi người. Nói cho lúc đó cho em có cho em mượn 100 triệu nữa. Nhưng mà thật sự lúc đó em không có mượn, em không cần mượn. Em biết mọi người tiền lúc đó em rất là nhiều. Tiền lúc đó em nhiều lắm. Nhưng mà em không có nhận. Bà cứ đưa mình thì thôi kệ mình nhận mẹ cho rồi đi. Tại vì sợ bà buồn, cái gì cũng sợ em nói gì cũng sợ buồn. Vì đến ngày hôm nay em mới nói nè. Là cũng vì em sợ bà buồn nữa, em cũng sợ người ta chửi bà quá em mới nói. Tại vì em thừa biết là mọi người trong cái group Antifan nó bao lần nó khịa cho em nói em đâu có nói, tại em rất là em người ta tin chứ không, em nói thật nha, 100 cái câu nói của ông Dưỡng cũng không bằng một câu nói của em nói thật sự luôn á, tại vì em tính em sống sao đó giờ mọi người biết, nên thật ra ví dụ ông Dưỡng làm clip nói ba sao không ai biết, nhưng mà 100 lời nói của ông Dưỡng không bằng câu nói của em nói thật sự, em vẫn binh vẫn xe vẫn binh cho bả mà. Mọi người thấy sống sai với em chưa? Rất sai với em chưa? Em sẽ kể luôn từ cái vụ ngày xưa mà sao mà em đã nghỉ chơi 1 năm trời luôn nè. Là xong á mọi người. Là xong vụ đó nha. Em ở đó vụ 100 triệu, cho em mượn 100 triệu nha. Lúc có làm cho tiền, lúc em phải phay à. Xong em cũng cho mượn. Đi lên nhà chung cư ở kêu khỏi đặt cọc tao mày chị em, không lẽ tao lấy nhà lại. Rồi xong, cho em mượn 100 triệu. Nói 5 trả. Lúc đó tiền nhiều quá, đâu có mơ đâu làm gì. Cứ để đó, để đi cũng đông. 3 tháng trả, 3 tháng đòi, 4 tháng đòi, 9 tháng đòi, nên đòi biết, 3 tháng đòi cứ 3 tháng đòi. Thôi mẹ bực bội lấy trả mẹ cho rồi đi mệt quá. Tại em cũng để đó không có xài đâu mọi người. Tại đủ dư thì mình cứ nghĩ chị em thôi. Lên nhà ở 3 4 tháng đòi lại nhà, 3 4 tháng hết rồi lại thảo mượn, tại tao lấy nhà lại này ở, thảo lấy nhà lại. Thậm chí kêu nè, kêu mình lên đó ở. Chị em gần nhau.
Rồi chứ giờ tao lấy nhà lại cho con Thảo với Hồng Phúc, nó bán quần áo trẻ em, mọi người thấy chưa, sống với nớp sao? Em có lên mạng em kể không? Chị kêu em về đó ở chung với chị cho chị có chị có em. Tiền chị nói một đằng, chị lấy một nẻo. Em không nói rồi. Chị kêu em nó về ở bán quần áo cho em. Rồi chị lấy chị rồi lấy nhà lại mà chị nhắn tin là lao lấy nhà lại cho con Thảo với Hồng Phúc bán quần áo cho em. Em cũng đâu đó, em vẫn vui vẻ ok chị. Rốt cuộc chị cũng đâu có lấy, em chị trở mặt chị cũng đâu có lấy đâu. Rồi sau đó ở đó đó, mọi người biết ở thì chị Nhung đó, chị mới kêu nhà bán nhà chung cư. Thì em mới là người nói với chị Trang, em cảm thấy ở nhà một thay tự nhiên mỗi tháng mười mấy triệu rồi. Mà mọi người biết bán nhà mà, em không biết là chị Trang, chị Nhung có dặn hay không, không biết. Nhưng mà nhân viên mình đang ở nhà đó là nhà mình thuê thiệt, tuy là nhà mình thuê nhà của mình. Nhân viên nó mở cửa ra cho vô mà khách vô cả nhà, nó muốn mở nhà nó mở, nó đóng nhà nó đóng. Thậm chí con nhẻo đang tắm thay đồ á, con quỷ nhân viên con nhỏ ấm ấm nó mở cửa nhà vô cho khách vô thay đồ vô nhà luôn. Con nhẻo thay đồ bệnh là không hay gì kịp, mừng thấy tức không? Nên em mới nói là thôi chị ơi, chị cũng sắp đi Mỹ rồi, thì giờ chị em cũng đâu còn đâu ở đây đâu, thôi em cho em trả nhà đi để em đi xuống dưới mặt đất em ở. Thì bà không, bà lúc đó quan tâm thiệt quan tâm giả không biết, thì bà mới nói em á là thôi tao đi Mỹ nhưng mà con Nhung á nó cho bán gì nó cũng kêu người bán kệ nó, nhưng mà nhà này á tao vẫn để cho mày thuê, em đâu có cần thuê nó, thật sự là em không có cần thuê, tao vẫn để cho mày thuê, mày yên mày ở đây đi để có kho có bãi rồi này nọ thì vẫn để cho mình thuê. Và trước đó ba ngày hay tuần lễ đó, em nhớ khoảng đó đó là đi chơi, em vẫn nói chị ơi chị Nhung mới cho người coi nhà, mình rất là bực, cảm giác mình làm ăn buôn bán cứ người này mở tới hai ba ngày tới coi nhà, hai ba ngày tới nhà mọi người bực không, em nói thôi để em dọn đi nghe nọ đây đấy, tao đi Mỹ tao vẫn để cho mày ở mày thuê mày coi đó đi, cái nói gì nó em ngu quá này nọ nè, rồi mình thôi mình cũng nao lòng thôi chị ơi, chị thôi em đây mình mới xác định là mình ở đây mình thuê tiếp. Thì tiền bạc em gửi về chưa, quê cho mẹ em xây nhà này nọ. Đùng một cái có biến, em dùng từ có biến là em còn nể chị đó. Nên chị có biết điều đi, đùng một cái là có biến, nói chung là có biến đó. Em phải dọn nhà đi tức khắc, trong vòng có mấy ngày trời. Một câu cảm ơn em, chị còn chưa cảm ơn đó chị Trang. Chị nhớ lúc chị có biến ai là người hỗ trợ cho chị, ai là người giữ của cho chị. Nha, chị sống cho biết điều đi. Ai là người giữ của chị và giữ khơi khơi cho chị, đến nỗi cậu cháu em sợ mất ăn mất ngủ vì ôm tài sản của chị quá nhiều, không dám ngủ luôn đó, phải chạy đi gửi người khác đó chị ơi. Tài sản nhiều em không dám giữ đâu, em tham lam làm lấy rồi, chị gửi cho người khác giùm em đi, em không dám giữ cậu cháu em không ăn ngủ được. Chị nên nhớ cái đó đó, người ta giúp chị cái cỡ đó đó người ta còn không nói. Chị sai với người ta cỡ đó, người ta còn không nói chị lên mạng xã hội gì, có buổi sinh nhật không ra gì mà chị đạp em. Xong cho mọi người biết có biến, dọn nhà tức khắc 3-4 ngày gì đó là cậu trai phải dọn nhà. Nguyên một cái kho đồ, vừa phải đi kiếm nhà, vừa đi dọn nhà, vừa đi hỗ trợ cho chị. Dọn nhà đi, trả nhà đi thuê nhà bình thường, em thuê nhà mặt đất, chị nhớ chứ ông chủ nhà tiệm vàng chưa. Thuê nhà mặt đất trả nhà, ông đòi nhà, ông đền cho một tháng nhà, chị còn chửi em lên xuống sống không có đạo đức. Chị nhớ chị chửi không? Sống không có đạo đức, nhà nó sống không có đạo đức. Chị lấy nhà lại trong vòng mấy ngày, em dọn nhà đi. Chị có đền trên một ngày nào không? Hay là 3 ngày tiền điện chị cũng thu, 200 mấy ngày tiền điện chị cũng gọi tới mấy lần em đóng mà, em chưa nợ chị 1 ngàn nào hết nha. Dọn nhà đi, mọi người biết lúc đó là càng đâu có tiền đó mọi người. Dịch mới xong gửi tiền về cho ba mẹ, tại mình xác định mày ở đây mà đâu có lấy nhà lại, thì ra có biến, thành ra phải bán nhà. Xong rồi chị dọn nhà đi, dọn nhà đi lúc đó là có tiền mọi người. Em nhắn tin mượn tiền chị trả lại, chị không có cho mượn, đúng chưa? Rồi chị cái link đó mà em nhắn, em rất là tế nhị nha, em gọi hỏi chị là chị ơi chị có đang bận và có ai bên đó không. Chị cố tên lúc đó chị nghe điện thoại không biết, nhưng mà lúc sau chị gọi điện thoại lại cho em là chị chủ động gọi, đúng chưa? Chị chủ động gọi điện thoại lại mà chỉ để điện thoại chị quay âm, chị ghi lên, chị ghi âm chị chửi em đừng ngợm lên mạng xã hội, chị up lên YouTube. Em nói thẳng nè, chị sống dơ. Bây giờ em nói gì nè, chị sống dơ đó. Chị up lên mạng xã hội, chị nói là chị live stream, chị quên, chị up lên. Chị không chủ động được. Chị là người gọi điện thoại cho em, tại sao chị không chủ động được? Mọi người, anti-fan, cắt clip này để lên. Các em nhịn chị đủ rồi đó.
tại sao chị không chủ động được? Chị là người gọi mà. Em cũng không hề coi là trên kênh YouTube là em bị chửi luôn, tại em không coi livestream, em thật sự mọi người em không chơi mạng xã hội. Chị Hà là người gửi cái clip đó cho em coi. Em nói, ủa tại sao chị đang mà đối xử với em vậy trời? Bà em mượn tiền đó, mượn cho chị Hà, trả trả chị Hà đó. Bà chị Hà là người đòi giật người giật xui em luôn đó. Nhưng mà khi chị Hà nói vậy, vậy chị Hà nói chị Hà không có đòi. Ok em vui vậy, chị Hà không có đòi, tự em mượn vậy thôi đó. Em sống đẹp quá với hai chị quá mà. Xong sinh nhật em nè, sinh nhật em nè, có ai tặng cho em cái gì không? Hay là chị từ nữa cái tủ lạnh đó nha, gần nhà đi bố thí cái tủ lạnh đó, tủ lạnh cũ đó, em không có cần nha, tủ lạnh em có rồi, mà em vẫn vui vẻ nha. Và sinh nhật chị, ok, em vẫn đi sinh nhật chị bình thường. Có đó sinh nhật của chị Hà mà chị trách em cái gì chị Trang? Chị Hà đâu có tặng quà cho em, chị Hà cũng đâu lên cho em, mà thậm chí em khó khăn trong lúc chơi cho em nhậu mười mấy năm trước, em khó khăn, em không có một bạc nào trong người, em mượn nợ. Thì up lên mạng xã hội chửi em, up lên hai lần. Em đâu có nói tiếng nào đâu, em vui vẻ em đâu có nói tiếng nào đâu. Nhưng mà thật sự ngày mà chị Hà, sinh nhật chị Hà đó, em cũng muốn đi chứ không phải muốn đi. Mà chị hỏi có nghĩa phải trong bữa đó trong túi em còn đúng 20 ngàn không? Còn đúng 20 ngàn trong túi, mà em phải đóng tiền nhà gần 20 triệu. Mượn đi chơi chung mượn đâu có cho, up lên mạng xã hội đâu có cho đâu. Mà em dọn nhà đi là gì chị đó. Em đâu có nói tiếng nào đâu. Đi dọn nhà đi là gì chị? Chị có biết phải dọn nhà đi, chị không đền cho người ta. Dọn nhà đi mình không đền cho người ta một cắt bạc nào hết, mà mình là người kêu người ta về đó. Mình nói ăn hai ba lời, không một lời than gian, không một lời trách móc cái gì hết. Chị Hà nhớ chị Hà nói một câu này nè, thành ra em thật em tư mặt chị Hà luôn rồi. Chị Hà nói em mất dạy. Ôi vậy sao phải hầu hạ chị hả? Đi chơi chung phải hầu hạ chị hả? Đi chơi chung phải hầu hạ mấy chị hay sao? Sinh nhật chị có mở một câu đó, à sinh nhật tao mày kêu mày xuống nhà chơi, ví dụ chị nó nói câu đó đó. Mà em không đi á, em mất dạy. Chị biết viết mà chị Hà, chị biết viết chị biết đọc mà. Tại sao chị không viết lời câu sinh nhật chị, kêu đi sinh nhật chị xuống nhà chị chơi. Ví dụ chị nhắn câu đó thì em cũng đi, mà em nhắn tới xin lỗi chị đàng hoàng mà, em nói em không đi được. Tại lúc đó giờ em dịch cho em bán ế lắm, mà một tháng không đi, gồng mười mấy triệu một tháng đi nhà. Em phải cố gắng em gồng. Em nhắn tới không đi, sinh nhật em chị đâu có đi đâu chị hả? Và em phải lết xuống nhà chị để em chơi với chị mà. Thậm chí chị dọn xuống đất, không phải em mới kể mọi người, ta nói kể phải kể. Nhưng mà thật sự tình cảm em dành cho chị là thiệt. Chị đi xuống thủ đất chị ở, em ở đây em thấy ăn cái gì ngon, em đi ăn cái gì ngon em cũng qua mua đem về tận nhà cho ba mẹ chị ăn mà. Coi đâu phải tính mà là sự quan tâm. Cái nhỏ nhặt nó không đáng bao nhiêu á, đúng chưa? Chị đi xuống thủ đất, nhà ở xuống cái thủ đất rồi ba mẹ chị ở trên đây. Em đi ăn bún bò hay gì ngon, nhà chị quần đất em quần tư mua đem qua cho ba mẹ chị ăn, mà sao chị chút tự bất giải với em. Rồi xong em nói với mọi người nghe, sinh nhật em không đi được. Lúc đó em có 20 ngàn trong túi, mọi người đi đâu? Mà sinh nhật túi trời đất, mà phải chỉ mở miệng ra một câu mời em đi. Em cũng nói, không nói tiếng nào. Mình là sinh nhật mình chủ nhà, mình không nói tiếng nào. Em quá biết điều khi em nhắn tin là em xin lỗi, em không đi được rồi. Lên mẹ rồi, gọi hội nghĩa sao ăn nhậu livestream mà chửi em mình mất dạy sống không ra gì. Em sống mất dạy không ra gì, sao chị chơi em mười mấy năm trời chứ vậy? Em hẳn vậy luôn nè. Xong rồi kể mọi người, ba mấy triệu đó, cho mọi người biết ba mấy triệu đó từ đâu. Là dọn nhà đó ra đi đột xuất, nghe không có tiền trong người. Tại vì mình cứ nên là mở đó. Thì bà mới là người đi xuống đem tới nhà nè. Thật ra lúc đó càng chạy không có ra tiền nữa. Thì bà từ đem qua với chủ nhà luôn. Bà ra hợp đồng nhà, càng nói hợp đồng nhà luôn nè. Bà từ ra bà đến chủ nhà, bà thuê nhà, bà đứng đó bà nói, càng không được nói gì chừng. Bà im để bà nói. Bà đã tự đi thuê đồng nhà mẹ rồi, xong chuyển tiền là bà cũng chuyển tiền luôn. Bà đứng mới chuyển nhà thôi, như tiền cũng được rồi, tiền nhà cháu đéo thiếu gì, nhà cháu đéo thiếu gì tiền, là tự chuyển tiền đóng với chủ nhà rồi luôn. Em đúng là có mặt em đó mà em đứng ngoài, là tự chuyển tiền. Bà tự chuyển tiền từ tài khoản qua cho chủ nhà luôn. Xong bà nói xin lỗi em này nọ rồi đó, vì biến cố rồi đó, không để em thiệt thòi gì đó. Thì em có hỏi là em người em sống em biết, em học người em biết điều lắm. 1 ngàn em cũng không bao giờ để nợ ai nữa. Mấy chị mua hàng của em mấy chị biết, mà mấy chị thiếu nợ em mà nợ 1 ngàn mấy chị, lần sau là em tự động em chuyển phải cho mấy chị 5 ngàn 10 ngàn, đúng chưa? Mấy chị công nhận mấy chị muốn trả nợ. Thế em mua đồ của em mà mấy chị dù nợ em 35
tiền ship 35.000 là chứng anh giống chị 40.000 luôn đúng chưa? Em không nợ em 1.000 nào hết đó. Thì tiền nợ đó đó, tiền dọn nhà tôi nói là bà từ lúc đó bà ấy nấy rồi sao bà từ đó bây giờ là bà đền cho em đó mọi người. Nhưng mà bà nói với em á thì bà không nói dùng từ đền, đó rõ ràng bà không nói từ đền, bà nói là điểm để em thiệt thòi đâu, em nói tiền này sao chị Trang, cái bà nói là thôi cái đi em, mày muốn trả thì trả, không trả cũng được, trả sao. Cái em nói thôi cái này để em trả, cái nào ra cái đó để em trả. Bà nói ừ thì nó muốn trả trả. Xong em nói thôi qua năm đi em trả, cho qua năm đi em trả lần mấy triệu chứ năm nay bán hàng không được. Bà nói ok bà không quan tâm tới, nhưng mà trong lòng em lại vẫn để em trả cho mọi người, chứ em chưa từng ăn giật ai 1.000 nào hết. Mà đáng lẽ cái tiền nó phải đền cho người ta đó, mà đi ra tự ba đấu chủ nhà nha. Xong em cơ kể mọi người như vậy nào, nói với mọi người hiểu con người sống sao nha. Xong rồi xong cái bữa sinh nhật đó thì em không đi mọi người, bà sinh nhật chị Hà đó, bắt đầu bà mới lên mạng xã hội bà đòi em 30 mấy triệu này, mọi người thấy sống làm sao. Bà đòi em công khai trên mạng xã hội, bà chửi em sống không ra gì. Thật ra em cũng buồn đó mọi người, hơi buồn thôi. Mà ba mẹ em dưới quê bị người ta chửi trên đầu con, bà trên Sài Gòn sống sao để con trang lên mạng xã hội để đòi tiền trả đó. Mọi người thấy tức không? Anh chị em đi làm anh chị em biết nhục chứ. Em mới về em nhắn tin cho chị Trang luôn, em nói là chị ơi, tiền này chị cứ cho, chị đâu có cho em mượn tiền đâu. Bà nói đúng, chị không có cho em mượn tiền, nên tiền này bữa hổm đóng tiền nhà, tiền chuyển đi cọc vậy đó. Thế em mới nói là thế chị đừng dùng từ cho em mượn được không, em sẽ chấp nhận em nợ chị, thiếu chị. Em nói là thiếu, em dùng từ chính xác lắm, em chấp nhận em thiếu chị tiền này, nhưng chị không được dùng từ cho mượn, tại chị đâu có cho em mượn và chị không đưa tặng tay cho em 1.000 nào hết, chị tự làm việc với chủ nhà mà. Chị cho em mượn thì chị phải đưa qua tay em chứ, em tự đi đóng chứ sao như chị bố thí em vậy. Rồi bây giờ chị đòi em, nhưng mà em có nhắn tin với chị là em chấp nhận em trả chưa. Em nói mà chị chưa đòi là em đã trả rồi, em chấp nhận em trả rồi. Mà tại sao chị lên mạng xã hội chứ đòi vậy? Chị biết sống đẹp thì người ta cũng biết đẹp mặt người ta chị ơi. Rồi sao em nói cho mọi người nghe nè, em chấp nhận em thấy mọi người thấy em bức ức tới bây giờ em không nói. Alpha nó chửi em hồng bóng dơ bóng chó bóng này nọ thiếu nợ này nọ ở lộn đang càng, em có nói gì không? Ờ tao bợ đó rồi sao chị, đó tao bợ. Em nói từ đó chứ thật sự trong lòng em đau hơn gì nữa, nhưng mà mình nghĩ mình che đậy cho bả được khúc nào thì hay khúc đó. Rồi xong thì nó chấp nhận nợ em về, không phải bà Trang quỷ kết bạn em đâu, em là người quỷ kết bạn đó. Em cảm thấy chơi dơ quá em chơi nữa, em nhắn tin nè, tại sao chị dùng cái từ đó. Chị có thể nói em gì cũng được, chị hứa em gì đòi em gì cũng được, nhưng mà chị đừng lên mạng xã hội chị bôi bác em, trong khi em không có chuyện đó. Mà chuyện này không phải là lỗi do em. Em nhắn tin cho bà là chị nhớ là chị đạp em ngày hôm nay nha, mà em không có cần đạp hầm, cái câu chuyện em không cần kể nữa. Mà ba mẹ em bị chửi nhiều quá, anh chị em bị chửi nhiều quá, chứ bản thân em bị chửi quen rồi, chơi bãi bị chửi quen rồi, thậm chí hôm qua mới về tao mộ bị chửi nữa, bị bắt nợ đó. Thì em nói cho mọi người nghe, sống vậy là hiểu rồi đó. Rồi thì em nhắn tin là ok chị nói như vậy, số tiền này em chấp nhận em nợ chị, nhưng chị không được đi nói với ai là em mượn chị cho em mượn hết. Thì bà đi tất cả mọi người bà nói em mượn nợ, bà không trả, không trả không biết điều mọi người sẽ sống sao. Rồi bây giờ em cứ nhắn bà là thôi chị đừng nói nữa, em không nói nhiều mệt lắm, tiền em chấp nhận nợ chị cho em thời gian trả đúng không. Rồi em nói chị là tháng giêng âm lịch em trả, em có nhắn chữ âm lịch đàng hoàng ha, tháng giêng âm lịch em trả, em trả. Thì hôm qua nay bà mới nhắn tin cho em hoài trên mạng xã hội, bà đòi em, bà nhắn tin cho chị gì, chị Nhung là đòi tiền em dùng từ mượn. Dùng cái từ mượn thì em mới nói là vậy nào, em mới vậy nào, em mới nói là tháng giêng âm lịch em trả, em nói tháng giêng âm lịch em trả, em dùng từ âm lịch nha. Thì ngày hôm qua bả nhắn tin chị Nhung, bả đòi em, mà dùng đòi với em là dùng từ cho em mượn là em không hài lòng rồi đó. Em đã nhắn tin nè, đây đây nè mọi người thấy không, thấy chưa, em mới nhắn tin nè chị ơi đó, mọi người thấy không, em rất là đèn phòng. Em nói chị ơi nhắn lại giúp em là bữa em nói trong tháng 1 âm lịch em trả, chị nhắn giúp em là tháng 1 em mượn tiền
nè, không nghe nè, chị nhắn lại giúp em là tiền này không phải tiền em mượn ạ. Nên nhắn tin em đừng dùng từ em mượn cho đúng, chứ sau này buồn vui chụp hình đang mệt lắm. Chưa bao giờ em ăn nói hai lời hay sai lời một lời nào, chị khỏi cần hỏi lại em. Cảm ơn chị Nhung rất nhiều, thấy chưa. Hôm nay chị em ơi, chụp lại đoạn tin nhắn hỏi giúp em, chị không nhớ ngày nào cho thống nhất nhé, chị cảm ơn em. Tại sao phải chụp? Lúc cho mượn tiền đâu có chơi em chụp đâu. Em lại gọi điện thoại luôn, em không nhắn tin. Tại sao phải chụp? Bà Trang bà Ngưỡng có hả? Xin lỗi, em có đó. Bà em có cái đoạn tin nhắn ấy đó. Bà thật sự luôn, em có gửi cho những người chơi chung là chị Trang nhắn như vậy đó. Thì em cứ thừa biết, em nói rồi, chơi chung nhau 15 năm, cái chiêu trò gì em cũng biết đó. Cái chiêu trò gì em cũng biết á. Thành ra là em nói luôn, bây giờ nếu mà nói thẳng, nếu mà nói em một đứa lật lọng sẽ lật tới cùng nè. Tiền đó tao không có thấy mày không đưa cho tao, gọi là kêu tao tao luôn, khỏi mày tao. Thì mày tự đi đòi chủ nhà. Nếu mà em sống mày không biết điều là vậy đó, khỏi đòi em. Tự đưa chủ nhà, tự đưa với tôi đâu biết đâu, đưa tự đâu đưa tiền tới tôi. Qua đòi chủ nhà đi. Nhưng mà em chấp nhận em nợ thì đừng có đè đầu cởi cổ em nữa. Xong hồi nãy em livestream em đã không nói nhiều rồi. Nhắn tin cho con nhẽo. Nhắn tin cho con nhẽo nha. Nhắn tin cho con nhẽo đầu tiên nữa mọi người. Tức là cố tình gây khó dễ. Bà nói với mọi người ta mà. Phải giết chết thằng Cang mà tất cả mọi giá mà. Ra bán khô đó bán đi. Khô đó đó. Những chỗ bà lấy thẳng luôn em mới nói. Những chỗ bà chỉ em lấy rồi đó. Bà có chỉ giỏi em lấy khô. Mà không ai bán cho bà. Em chê. Em nói chị nhập đồ ăn mà rẻ tiền quá, bán cho người ta ăn, người ta ăn dở, người ta không ăn cũng vậy à. Mọi người coi cái clip đó ngày xưa trên YouTube á. Em chê khô đó đó, em bán, em không bán đó, tại em không nói giờ nói luôn á. Em chê nhập cái đồ rẻ tiền bán cũng vậy, phải nói nhập cái này bán có lời. Mày nhập cái này mày bán lời hơn nhiều. Tại vì nhập cái khô đang nhập á rẻ hơn khô của em nhiều lắm. Em nói không có được đồ ăn á, mình bán cho người ta ăn, mình phải bán cái đồ ngon. Nhập hơn bán rẻ hơn, nhưng mà nó khu nước dẹp chạy mẹ em không có bán. Cái clip đó trên YouTube em còn bỏ trên đó đó. Em nói không, thật ra bởi vì khô của em bán giá nó cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà thật sự khô em bán là khô nó ngớt là ngon. Khô bả nhập khô Cần Thơ. Em không có chịu, khô nước ướt em không có chịu. Rồi em nói thật nha, bả nhắn tin cho con nhẽo này nè, sáng đó nè. Chị Nhung đang biết đang đây trên mặt rồi. Thật ra chị Nhung mới kêu em nha, chị Trang mới kêu bà Nhung nhắn á. Em không cần đối chấp. Chị đưa tiền cho em, chị đâu có đưa ngay mặt em đâu mà chị phải đòi em. Nhưng mà em lật lọng là như vậy đó. Nhưng mà em đã nói rồi, em đang nói rồi, chị Nhung rõ ràng mà. Chị Nhung có nói với em á, chị Nhung biết điều. Chị Nhung nói em thôi tiền đó càng khó khăn quá, càng không trả sao cũng được. Mà là à, không phải không trả sao được, hẹn là tháng 6 tháng là sao cũng được. Em nói không. Chị biết tính em mà chị Nhung. Không có nợ, chú đi mượn giang hồ em cả. Để không được nói là khó dễ nha em. Đây nhắn tin cho con nhẽo nè, nhắn tin cho con nhẽo mới nhắn đấy nè. Đây đây nè Linh ơi, con nhắn cậu con chuyển tiền cho cô hay rồi gửi cái bill qua chuyển khoản qua, con gửi hộ cô để cô check ngân hàng con nhé. Hôm nay 31 là ngày cậu con hẹn trả tiền, cảm ơn cô. Con mọi người thấy không, đi đòi em chủ nhà im lặng sẽ hay hơn. Dạ không chị, cái này im lặng cái gì chị? Cái này là danh dự của em. Danh dự của em. Danh dự của cả gia đình em, tại sao phải im lặng chị? Em đâu có mượn nợ. Và cho người ta thuê nhà nói 9 triệu bay lên một tháng mười mấy triệu. Nói thẳng là nhà chị tin chị bị bắt ở tù đó. Thành ra chị bán nhà sớm đó. Chị sống biết điều đi. Dễ kêu người ta dọn nhà đi trong vòng mấy ngày, em nói mọi người không có vụ đó làm dọn nhà trong vòng mười mấy ngày gì. Em là người sống quá biết điều rồi thì đừng có đè đầu cởi cổ em. Chưa kể đi làm hợp đồng nhà nha mọi người. Thật sự mình nghĩ chị em đâu có biết làm hợp nhập bà mà mọi người hiểu con người sống tới mức độ gì nè. Đóng tiền nhà trễ quá 3 ngày hay 5 ngày thì đóng thêm tiền phần trăm đồng nhà còn à. Tại vì em không có để ý tới chủ nhà luôn.
em không có để ý tới hợp đồng nhà, tới lúc đó đóng tiền nhà là đóng tiền nhà, em đã mới đóng tiền nhà trễ thiệt mấy ngày đó, thì chú chủ nhà mới nhằn em nói chú ơi chú còn giữ tiền cọc nhà của con một tháng 1,5 triệu lần mà có gì đâu, đóng tiền nhà trễ mấy ngày cô nhằn. Thì chú cho rằng đó là trong hợp đồng con ghi rõ mà, là đóng tiền nhà trễ thì đóng thêm tiền phần trăm trên cái tiền thuê nhà, là cái hợp đồng đó là hợp đồng thuê nhà của chị Trang, bà tự lấy là bà lấy bà đưa mình nhưng mà mình không biết thiệt, vậy đó hợp đồng nhà thì chỉ cho thuê nhà là vậy đó, thành ra là em thấy em té luôn đó, em té luôn đó. Đáng lẽ chị là con người biết điều và có lòng tự trọng á thì mình nên biết á, nên biết cái gì để gì. Em là không cần chị cho rồi đó ha, không cần chị cho luôn rồi đó, nên biết cái gì bởi gì. Nói cho nữa nè, kể cho nữa, tại sao là bà nghĩ em im lặng nè, bà nghĩ sao em nè, bà nói đây nè, bà nói em nè, chị không nghĩ em phản ứng mạnh trên xã hội, phản ứng mạnh trên mạng xã hội như vậy. Trời, người ta không thiếu nợ chị, không đòi tiền, không, chị không cho mượn ta mượn tiền, mà chị đầu cha đầu mẹ ta, chị chửi trên mạng xã hội biểu người ta, em không phản ứng mạnh. Em mọi người có thời gian em nghỉ chơi với bà một à, bà nghỉ chơi với em một năm trời, mỗi đi miền Trung mới gặp lại, không phải em sai gì đó mà mọi người, không phải em sai bà luôn, em nói ra em gặp mặt bà Hương hay Hương Hoàng luôn nè. Tại sao mọi người thấy không phải là, đừng có tưởng mà tội em mấy người đó giàu em ham chơi người đó, không có đâu nha, nói kể luôn tại sao em không gặp chơi bà Hương Hoàng luôn nè, em là nghèo thiệt mà đối với em đâu đó phải rõ ràng nha. Lúc đó nha là sinh nhật chị Quyển, sinh nhật chị Quyển nha, là hai chị em đi nhậu xỉn đó, đi trong lúc xỉn say hai chị em xỉn say hết, thì là cái tính của em đi á, là em hay giữ của cho bà Đen lắm, tại chị em đi chung bà hay uống rượu nhiều thì giữ của, cho là điện thoại của bà em thấy là em sẽ gờ bỏ túi rồi bỏ túi túi túi, thì là lúc đó xỉn say gì không biết, là em cũng xỉn rồi bà hỏi điện thoại bà đâu, em cũng xỉn bà cũng xỉn, thì nó em nói em nói em không hiểu biết què, em nói là ừ gì em nhẽo lấy gì về rồi mà lúc đó đi sinh nhật làm gì có nhẽo cháu em, thì cái lộn giữa mấy đứa bà đập đầu em cái tráng chảy máu luôn mọi người. Nhưng mà sáng em tỉnh dậy nói, ủa sao cái đầu tao máu không, những là lúc lên về tới nhà rồi thì mấy người nói hôm qua anh Trang nó hỏi em là điện thoại anh Trang đâu mà anh Trang nó cũng xỉn, xong mày mày nói gì anh cháu mày lấy gì nhà đó, nó xỉn rồi nó đập cái lên đầu mày, đà đầu em chảy máu nha mọi người, mà mình cứ nghĩ chết mẹ rồi làm gì, thì chị Nguyễn mấy người đâu có Trang đâu có sai gì đâu, nhưng mà tại vì hai người đều sai thành ra vậy. Em nhắn mọi người biết vậy thôi mà bà giận em, bà nói em ăn cháo đá bát đó mọi người, xong em nhưng mà lúc đó mình thương bà quá mình năn nỉ, thậm chí em thương bà tức đội đẹp em đi viết thư tay cho bà em xin lỗi bà đó, nhưng mà em không có sai mọi người, em không viết thư sai gì hết mà em viết thư tay em xin lỗi chị hôm qua em sai xỉn em có bị gì không chị xin, xong mình thì bà ấy trong đầu là em sẽ không phản ứng lại, xong là chị Hương đó chị có một sai với em một câu thôi đó mà em không nói chuyện tới bây giờ đó, là chị Hương mới nói là thôi cái gì đó con Trang nó sai nó bậy quá rồi mày đừng em đừng có như vậy, em sao để chị nói nó cho. Cái chị Trang lên mạng á, chị Trang ghi cái câu ăn cháo đá bát, thì chị Hương vừa nói với em câu, chị Hương an ủi với em một câu nha, có mấy chị chơi chung làm chứng nữa, chị Hương nói với em một câu vừa cúp điện thoại xong, chị Hương để chị tết lên mạng cái trên chị Trang luôn, thứ đồ ăn cháo đá bát, cộng đồng mạng cho chửi em quá trời luôn, tại lúc đó ba người chơi thân hai người để là hiểu rồi chửi chửi em rồi, thế là em mới điện thoại lại chị Hương, hỏi chị Hương ơi tại sao chị để chị nói với em một câu mà bây giờ chị để lên vậy người ta chửi em nữa. Chị Hương mới nói là ơ mày đa nghi quá, tao nói con Linda đâu đâu nó mày đâu, nói chị ơi nhưng mà chị Trang mới để câu đó là bây giờ chị để câu đó là chẳng khác là chị với chị Trang đang chửi em một câu vậy thôi đó, là từ đó tới giờ em từ mặt chị Hương luôn đó, là em không chơi vậy đó, mặc dù chị Hương cũng đéo cầu cũng đéo nhu cầu chơi chung với em nhưng mà tính em là vậy đó, đâu đó phải rõ ràng, đâu đó phải rõ ràng nha, thành ra em không chơi chung nữa đó là vậy đó. Xong chị Hương chị lúc đó chị Trang mới giận vậy đó, là không chơi chung là em không sai nhưng mà em vẫn nhắn tin em xin lỗi, thậm chí em viết thư tay là mượn em viết thư tay cho bả mượn là mọi người hiểu tình cảm em dành cho chị Trang sao rồi đó, mà cái gì nó vừa vừa phải phải thôi, là chị Hương chỉ sai với em một câu thôi đó. Rồi xong chị Hương sau này mọi người có lúc mà đám tiệc rồi em không qua nhà chị Hương nữa, là thứ nhất là chị Hương cũng không có mời tại vì em nó giận gì Trang, chị đang giận em chị Hương giận luôn, mà ví dụ mình là một người lớn với đều ví dụ thằng Cang có giận gì Trang gì á thì mình không mời nó, dù sao nó cũng em mình qua chơi vậy vậy mình cũng nhắn tin ờ thôi mày với Trang đang giận nhau rồi thôi tạm thời mình đừng qua nhà đúng không, thì em mới nói em cũng nói em đâu quan tâm, sau này chị Trang tự nhiên chị đang chơi lại với em thì chị Hương quay lại chơi lại với em để mua đồ vậy nào, mua đồ dạng như ủng hộ mày vậy đó, em nói chị ơi mấy mẫu đó hết rồi em không có, mà em có mà em không bán đó em không có cần, còn em nói luôn rồi đó
cái chuyện này tối em sẽ kể lại một lần nữa, tại ăn ngày ít người lắm. Nên sống á, biết điều với em thì em biết điều lại, còn không biết điều với em á thì em không biết điều lại. Không biết điều với em cũng được, nhưng mà đừng có chà đạp em chuyện không nói có. Chị kể về em, nếu mà chị muốn đạp em toàn là chị kể chuyện không nói có thôi. Còn mà em về kể về chị á là 100% là chuyện đó có. Và em nói thật là em sống em không có để ngu đâu, em không có ngu đến nỗi mà em thừa biết mà. Xã hội này nói chuyện là phải có bằng chứng. Em thừa biết chuyện đó, em ở chung với chị, em chơi chung với chị mười mấy năm rồi. Em đâu có ngu mà em để em chết. Mình nói là mình phải có giữ bằng chứng đó chị gì. Em hiền thôi, nhưng mà em có một đứa cháu rất là thông minh. Em lành tính thôi. Đó, em không biết chị. Nên trên mạng xã hội chị đừng bao giờ, nếu em nhắc lại trên mạng xã hội, chị có lòng tự trọng. Chị có lòng tự trọng. Ít nhất là lòng tự trọng chứ chính bản thân của chị thôi, đừng tự trọng với ai hết. Làm ơn đừng đi rêu rao là cho em mượn tiền nha. Nếu mình có lòng tự trọng của một con người thì đừng đi đâu đó rêu rao cho em mượn tiền, em không trả nha. Em nói vậy đó. Còn tiền là em trả là em sẽ trả. Em không có ăn quỵt ai, em cũng không nói hai lời nha. Em cũng không nói hai lời, mặc dù tiền đó là em chưa cầm 1.000 nào, em chưa thấy 1 đồng nào luôn, mà em trả là em sẽ trả. Mà chị sai với em nhiều lắm đó, nhớ nha. Nhớ sai là cho, nói người ta là cho thuê nhà 9 triệu bay lên cho thuê tháng mười mấy triệu là sai một cái. Sai cái thứ hai, hợp đồng nhà mà cho thuê nhà ai thích đòi à. Nói người ta ở đó đi, ba bốn ngày tháng tuần sau có biến chọn nhà đi. Một câu cảm ơn, một câu đền, một câu cảm ơn người ta trong lúc mình khó khăn, mình có tai nạn, người ta giúp đỡ mình hết mình, mất ăn, mất ngủ. Một câu cảm ơn chị còn chưa nói với em đó. Nhưng em là một đứa, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, ai mở miệng em cũng cảm ơn. Thậm chí mua hàng mở miệng, em mở miệng cảm ơn là xin lỗi câu đó của em đầu tiên của miệng của em. Còn chị một câu cảm ơn em chị còn chưa có đó. Ở đó chị quay lại chị cắn em. Mình sống á, mình biết điều một tí. Mình được cái phước, mình giàu có, mình khang hơn người ta hôm nay là mình được cái phước của mình. Mình nên duy trì cái phước đó cho đời sau của mình. Em là chuyện nào đó chị nói, là chuyện dính tới em và chị đang đá động cái chuyện tiền bạc của em thì em nói tới chuyện tiền bạc thôi. Còn ngoài ra cái chuyện riêng tư gì của chị lại không bàn tới. Nên mọi người đừng cứ kêu vô em lật bài ngửa kể hết cái này nọ là em không có kể. Cái nào mà động tới danh dự của em, liên quan tới em thì em nói. Chứ em không có kiểu mà chơi dơ thôi mày, thôi nói vậy ta đi kể chị xấu nó hết hay gì là em không có cái đó. Em không, em thề, em không tính đó. Không bao giờ em làm những chuyện đó, thật sự. Chỉ là cái này là cái chuyện của em thì cá nhân em đụng chuyện nào thì em nói chuyện đó. Thậm chí là chơi chị em nói câu nè, chị em chơi chung không được dẫm đạp lên nhau, chính miệng ai nói còn nhớ không? Chị nói là chị Hương Hoàng đó là ba chị em mình chơi chung đừng có dẫm đạp lên nhau. Chị coi chị đạp hết ngày này tới ngày kia đó, chị chơi với ai xong người ta chị không chơi nữa, người ta bán cái gì là chị bán cái đó, hiểu cái tính chuyện sao rồi đó. Em cũng chả quan trọng bán được không bán được, em không quan trọng. Thật chứ em không biết sao, nói chung là tùy vào tâm lý của mọi người, cái độ tham lam hay độ nhu cầu của cuộc sống của mọi người khác sao. Người miền Tây của tôi em dễ lắm chị, cơm đủ ngày ba bữa là vui, không có cần mà của cải vật chất mà phồn hoa phù phú được, tìm cách mọi cái. Người miền Tây em thật sự, cái người miền Tây em được cái cơm ngày ba bữa là vui, chả cần cái gì á. Thành ra là bán hàng được không được đối với em cũng vui vẻ bình thường, không có nhu cầu ở Sài Gòn, nhu cầu ở Sài Gòn nó làm cái gì. Thành ra chị Jessica hả, em nói chị Trang, chị Jessica nghe nè, chị Trang sau cái buổi livestream này chị Trang á biết điều thì im luôn,
chị Trang chị biết điều thì em luôn, là tiền em còn trả đúng hẹn, nhưng đã hẹn biết điều thì em luôn. Còn mà lên á mà nói tới nó lui em nữa hả, thử có ai xấu mặt biết liền, em bảo đảm mọi người ai xấu mặt biết liền. Em là không có gì giấu rồi đó, em là không có gì giấu rồi đó. Mà em rất là biết điều, trước ngày hôm đó là em đã qua nói chuyện với chị Nhung rồi. Em là chị Nhung ơi, đừng dùng từ mượn cho em mượn tiền trên mạng xã hội, em không thích. Và chị Nhung hãy nhắn lại với chị Trang là đừng gặp ai cũng nói là cho em mượn tiền, em không trả, em không thích. Em đã đi qua em gặp chị Nhung em nói rõ ràng mà. Em tin nhắn em còn nhắn đó, tin nhắn em còn nhắn đó. Nên đừng có bao giờ mà mở miệng nói cho em mượn tiền không trả. Chị mà dơ nhất mạng xã hội là không ai dám dơ nhì luôn. Ở lòng chị mà dơ nhì không ai dám dơ nhất luôn đó. Nói vậy là hiểu rồi đó. À, cái gì quên à? Được cái thêm một câu. Đã mình đi qua mình nói chị Nhung rồi. Là em nói ngày đó là ngày ngày âm lịch. Thầm em nói thật mọi người á, là trước đó là em cũng định trả luôn số tiền này rồi. Là đại tại vì đợt đợt đó là em mượn tiền giang hồ thiệt đó. Em mượn em trả khoách rồi cho rồi đó. Nhưng mà mấy chị chung, nói chung là nhiều người đi chơi chung người ta cũng tư vấn. Kệ đó mày, rãi bây giờ hậu quả kinh tế khó khăn. Mày hẹn ngày nào thì mày trả đó, miết lệnh là phải trả chút sĩ diện làm cái gì. Nó đâu có coi mày ra gì đâu, mày sĩ diện cũng vậy à. Thành ra em nói là thôi để về thôi, để hắn một âm lịch trả luôn. Cái gì? Ừ, người ta. Ta đi quận 7 hả? Không, đi xếp quận 7 chứ, trong câu này đi xếp quận 7 chứ. Sống hả mà không có biết điều. Cho người ta thuê nhà đi. Cho người ta thuê nhà. Mà lấy nhà lại trước mấy ngày người ta dọn đi, bao nhiêu hàng quá của ta bỏ hết. Còn đi rêu rao, đừng có nói là không, tại mày không đặt cọc nên ta không đền nha. Tại vì đó ai kêu không đặt cọc. Mà nói em đòi đặt cọc chứ lại, à, em không đòi đặt cọc đâu mọi người, em đòi đặt cọc. Mà thôi chị em với nhau, không lẽ tao lấy nhà lại dưới trường tao đuổi mày đi. Không lẽ chị em với nhau tao lấy dưới trường tao đuổi mày đi. Không lẽ tao đuổi mày đi không vậy? Đó, em nói câu nào em thề, em nói mà sai nửa lời nha, cho gia đình em ọc máu chết hết. Nên đừng có lên mạng, mà em lên mạng xã hội dù biết vậy thì im miệng lại đi. Em nói thật, em thật chị Hồng nè, chị Kim Trang Nguyên Hồng nè, tiếc là em là người tiếc nè. Mà bây giờ em còn không tiếc đó, mà bà không tiếc gì đâu chị ơi. Bà chơi với ai bà không có tiếc cái gì đâu. Người nào hơn bà thì thôi. Còn người nào mà hà hơi hơn dưới thiếu dưới bà hả, bà đạp cho chết. Chẳng qua gì em nói thật á, chơi chung với nhau nhiều cái quá, em giữ bí mật bà hết, thành ra bà cũng chưa đạp em đó. Chứ mà thử em cà lơ bất phơ với là em sống sai đi, là chắc giờ em cũng chết, em chết tươi rồi. Chẳng qua em nói thật mọi người coi livestream của mình biết, không phải em tự khen em, nhưng mà mọi người coi livestream của em biết, mọi người trừ lúc miệng em bếp chát chửi ai thì phải chơi cho vui thôi. Còn người em là ai làm chuyện gì làm, em không nói tới. Nói chung là em một đứa lành tính, ai làm em không nói tới. Em chỉ biết công việc của em lên bán hàng kiếm tiền, kiếm lượng tháng phụ gia đình nhiều rồi thôi. Em không có sân si, không kiếm chuyện với ai á, thành ra em không có bí mật xấu gì hết trơn á. Dạ chị, dạ cảm ơn chị Hoa. Em là con người, hai cậu cháu em dọn nhà đi nha, mà trong túi không có tiền mà dọn nhà. Tiền nhà tiền điện còn có mấy ngày tiền điện á, mà cứ ở qua ngày mấy ngày tiền điện mà còn nhắn tin đồ mà cậu cháu em đó cho có nào thiếu nợ tiền nợ ai, mà cũng phải đóng, cũng đóng trong vui vẻ. Mọi người thấy câu chuyện cái mượn với mọi người nha, mọi người ức không ức chứ, mà em chịu đựng tới giờ em không nói luôn đó. Mà tại vì ba mẹ em dưới quê bị cả nói quá, thành ra em mới nói. Em hồi sáng em quyết định em nói, em nói tại sao mình phải chịu đựng vậy. Tự nhiên ba mẹ mình chịu đựng, mình thương bà, mình chịu đựng, mình không nói ra để người ta không có chửi bà.
nhưng mà bà đâu có hiểu cho mình, bà không hiểu cho mình. Mình chịu đựng cho bà, Atifan chửi em, mọi người thấy Atifan chửi em hàng ngày luôn đó, tối nó chửi xong lắm, tối chửi lắm, nó chửi em còn cày cả trăm tin đó. Nhưng mà em đâu có nói đâu, em vẫn em lên mạng em kể sao mọi người nghe, em có đưa tin nhắn cho mọi người coi đó, nó chửi em vẫn chấp nhận, bóng chó ăn giật tiền rồi nè, em chấp nhận vui vẻ em thôi kệ đó. Chửi một người còn hơn che chửi hai người, em từng nói mà, thà là chửi em còn hơn chửi em với chửi bà luôn. Nhưng mà về quê mẹ em cũng chửi, bên bây giờ mà hai mẹ con em đâu nói chuyện với nhau đâu, tại vì thật sự từ nhỏ tới lớn là em không có được gia đình em thương. Anh đã đến chục tuổi thơ của em sẽ nhỏ lắm, ba mẹ em không có thương, tới lúc ngày ba em mất ba em mới nói ba em thương em. Anh đứa em rất là quý, em quý tình cảm gia đình em lắm, em cố gắng em làm, em gửi tiền về quê tất cả mọi thứ để là gia đình em công nhận em thôi. Nhưng mà một giây phút của ba em không đi chơi thôi, mà ba lên mới lại cho em chửi, ba đập đố hết công thức của em từ xưa tới giờ. Bây giờ hai mẹ con em đâu nói chuyện với nhau đâu đâu. Tự nhiên giờ mình chịu đựng như cho bà, mẹ mình cũng chịu đựng, mấy anh chị mình ra đường cũng chịu đựng mang tiếng, mà người ta đâu có coi mày đặt cái gì để mày chịu đựng làm gì. Cho thuê nhà nó 9 triệu, bây nhà bay lên tới 17 triệu, cũng không nói tiếng nào vui vẻ chị em, vui vẻ lên 17 triệu vui vẻ chị em luôn. Thuê nhà tiền đang thuê nhà tiền cọc dưới đây mới mở shop ra, đồ đạc tùm tùm lum, mày lên mày ở với chị đi. Xong mới nói mày ấy chị đi, tiền cọc này mày bỏ đi, tiền cọc đấy mày bỏ đi, tao lên tao cho mày thấy tiền cọc cũng như vậy thôi. Thế sao mình cũng tin, mình nói thôi mình để đi lên, đi lên nhà bà có cho tháng nào đâu, tiền tháng đầu tiên bà cũng lấy của mình luôn nữa. Mà chưa bao giờ lên mẹ sao em kể, bà nói với tôi vậy, tại sao bà lại vậy vậy, chưa bao giờ em kể. Nói 9 triệu lên mình thấy 10 mấy triệu, ok vậy luôn, chưa vẻ lắm. Không có hỏi chị ơi, tại bởi chị nói em 9 triệu bây giờ 10 mấy triệu luôn, tiền phí quản lý chung cư chưa từng hỏi một câu luôn. Nói cho thuê nhà, trong tháng nhà, trong thuê nhà mày, trong tháng mày đóng nhà tiền là ngày nào cũng được, mà mình kể chị em, bà nói như vậy. Xong ngày mười mấy tay, 15 tay nghèo chỉ tiền nhà thì có một tháng đầu tiên mày đi đưa ra em xấu không biết điều. Xong may là nhờ có mấy bà nói có người ta nghe đó. Trong nhà nó ổ mày nói nó là tháng thì nhà tháng nào đóng cũng được, lọc trong tháng ngày nào đóng cũng được, thì nó đóng ngày 15 tay tại sao mày chửi đó. Bảo nó nói gì thôi chứ đâu phải biết ngày một tay chứ, nói với mẹ một tay đi. Mà em chỉ nghe nói là chị Hà nói lại thôi đó, là từ đó về sau 28 giờ tay làm đóng tiền nhà, 28 cái đóng nhà chính miệng ba mẹ lên mẹ sao họ ba nói mà quý cây nó nghèo chứ từ ai từ nó chạnh lắm, 28 tay là đóng tiền nhà rồi chưa để tới ngày 30 nữa. Hà đang có người em sống, em rất là biết điều. Thậm chí chị có biến em giúp đỡ chị đúng chưa? Em giữ tên tài sản của cải của chị đưa cho em mà. Nhưng mà em thấy tài sản của cải của bà quá nhiều. Chị biết hai cậu cháu em đi ăn cũng ôm thùng đó đi, ngủ cũng ôm cái thùng đó ngủ nữa, không dám buông ra luôn. Em không dám buông ra luôn đó. Sao em mới điện thoại cho chị Hà ơi, chị đang gửi đồ nhiều quá, bây giờ hai cậu cháu em không có dám giữ nó nhiều quá chị. Thôi chị Hà nó cho người lấy về đi, chứ giờ hai con cháu đi đâu cũng ôm thùng này đang mệt quá. Là hai con cháu mới gửi thùng nó cho đi. Xong rồi cái cách đó mấy ngày, xong rồi dọn nhà đi thực kệ, thấy giờ đang có biến chị mình đang vậy thôi, mình dọn nhà mình đi không, đừng không có than thở, không có tội nghiệp mà bắt lo thêm. Tự đi thuê nhà, tự đi nói với nhà đứng đứng tiền, tới đâu có thiếu như này, đứng trên trên như này, mà cho bố thí người ta vậy đó. Nhưng mà em có lòng tự trọng lắm, em hỏi chị ơi tiền nhà này làm sao. Trong lúc dọn là nói tao để mày thiệt thòi được tùm lum á, tao không để mày thiệt thòi đâu, tao xin lỗi sao chị xin lỗi cho tại ra tình huống thì chị cũng không muốn, thì mình thôi thấy bà đang rối quá cái im luôn. Em về em nói bà tiền nhà sao thôi, mày muốn trả nào cũng được, không trả cũng được, nhưng mà em nói thôi tiền nhà để em trả cho chị, tính em không thích ăn của hàng ngàn nào hết á, mặc dù là cái đó em phải đền cho người ta đó. Xong em nói rồi hôm qua tháng qua em nói qua năm trả, làm trả mới thì năm ngày nay nó nãy thì bà ok. Xong có sinh nhật người ta không đi thôi đó, mà bà rần rần với em vậy đó, mà phải chỉ sinh nhật bà Hà đi, sinh nhật em bà Hà đi á, mà sinh nhật bà Hà em không đi á thì chửi em, sinh nhật em có ai đi không, sinh nhật em không có một người nào đi hết, cũng có ai cho em gì không, không ai cho em gì hết, thậm chí sinh nhật của chị Hà đó, sinh nhật em thì em còn phải xuống nhà già đem chơi chè cho già vui nữa. Mà tại sao trong lúc đứa đứa em của mình, em út của mình nó khó khăn, mà em nói là đang khó khăn lắm, em phải nhà em phải kiếm tiền để em đóng tiền nhà,
biết dọn nhà, mọi người biết bây giờ kinh tế khó khăn mà một năm nay một tháng nữa, một năm một tháng một rồi à, một tháng này phải gồng là 17 triệu tiền nhà mà em gồng tới một năm nay rồi đó, từ nay cũng ở không năm nay gồng đây biết bao nhiêu lâu rồi, mọi người thấy em cũng cố gắng lắm đó. Sinh nhật chị Hà mọi người biết là em không có tới 20 ngàn trong túi nữa đó, mà hỏi sinh nhật người ta đi xuống Thủ Đức làm gì mà mày không có 20 ngàn trong túi để làm gì, thêm cái chị Hà mà chiều ngày sau lại phải đóng tiền nhà 10 mấy triệu. Thì em phải ở nhà đấy em live stream thôi. Chứ bây giờ sách đi đích đi sinh nhật chơi vui vẻ chơi nhậu nhậu hê hê nhậu rồi đi về chủ nhà không từ đến chủ nhà đuổi vào nhà ngoài hả? Mà mở miệng chửi em mất dạy là sao? Phải đi theo hầu với chị hả? Đáng lẽ nếu thật sự mình có lòng tự trọng là không đi đâu mà rêu rao tới nói là em thiếu nợ thiệt nợ đâu. Không có cho em mượn đâu mà rêu rao thiệt nợ. Không đã nhắn tin cho em nhắn tin cho em là em đã dùng cái từ không thích cho em mượn rồi. Và em trả lời lại là đừng có dùng từ cho em mượn. Và em đi qua em nói với chị Nhung rõ ràng luôn, chị Nhung đừng có dùng cái gì cho em dùng từ cho em mượn. Em đã nói ngày nào thì ngày đó đừng bao giờ hỏi lại em, tại em không thích nói chuyện nữa. Em nói thật em không thích nói chuyện dây dưa với những người đó nữa. Thành ra em nhắn là nhắn như vậy á, đừng có nhắn lại. Đây em nhắn nè. Em không có thích dây dưa. Đây nè, cái sim này là chị Nhung xài nha mọi người. Chị Nhung nhắn cho em hôm qua nè. Trang ơi, chị Nhung đây. Chị Trang có kêu chị nhắn hỏi em về số tiền em mượn chị ấy. Là em nghe thấy ghét rồi đó. Em định bao giờ hoàn trả chị thì nhắn lại giúp chị. Để chị báo chị Trang nha. Chị cảm ơn. Em nhắn nè. Chị ơi, chị nhắn lại giúp em là hôm bữa em nói chị Trang trong tháng 1 âm lịch. Thì trong tháng 1 âm lịch em sẽ trả lại. Nhưng chị nhắn lại giúp em là tiền này không phải tiền em mượn. À, nên đừng nhắn dùng từ cho em mượn nè. Nên đừng nhắn cho em mượn nè. Chứ sau này buồn vui chụp màn hình đăng lên mệt lắm. Em chưa bao giờ ăn nói hai lời hay sai một lời nào. Nên chị khỏi cần hỏi lại em ạ. Em cảm ơn chị Nhung nhiều ạ. Chị Nhung nhắn tin ok em. Rồi sáng nay em đang live stream. Bà nhắn tin cho con nhẽo tiếp. Tại bà nghĩ bà sẽ dùng tiền để dồn chết em bằng mọi giá mà mọi người. Nè cháu em đi làm nè. Phải nhắn tin về nè. Cháu đi làm nhắn tin cho cháu em nè. Linh ơi con nhắn cậu, con chuyển tiền cho cô hay rồi. Rồi gửi cái bill chuyển qua, con gửi hộ cô để cô check ngân hàng con nhé. Hôm nay 31 tháng 1 là ngày cậu con hẹn trả tiền. Con cảm ơn cô. Con. Em nói thật mọi người nha. Xong rồi chị Nhung mới nhắn tin lại cho em là nghĩ em tính em là cái gì không có lưu. Nên là đã nói là em sẽ không có bằng chứng. Nên chị kêu Nhung, chị kêu với chị Nhung là chụp màn hình nhắn tin lại á. Chị Trang thừa biết cái Zalo đó em quỷ mà. Tại vì chị Trang em quỷ cái Zalo đó. Tại vì hình ảnh em chị Trang đi chơi quá nhiều. Em không có thể mà em xóa từ tờ được. Thì ra em quỷ nguyên cái Zalo 0939297033 đó. Mọi người biết cái Zalo đó của em mà. Tại vì những cái Zalo đó kỷ niệm hai chị em đi chơi chung nhiều quá, đăng nhiều quá. Thành ra em quỷ luôn nguyên cái Zalo đó, em không chơi nữa đó. Nói chị không lưu lại hả? Chị không lưu lại thì thôi. Bà mà không nhớ gì bà nói thật ra em có lưu lại đó. Tại vì em có gửi cho những người khác biết là tại sao em quỷ cho bà luôn, kết bạn Facebook thôi, không chơi nữa đó. Em có gửi cho người lắm, tại vì em không thèm đưa ra đó. Chỉ thế thôi. Còn nếu mà em mà sống một đứa mất dạy mà tráo trở ăn mặc mà nó ăn nói hai lời như chị đó, thì em nói cho nó là tiền này chị tự đưa cho chú, chị đòi chú đi chứ em đâu có biết. Em đâu có thấy 1 ngàn nào đâu. Nếu mà em mà mất dạy mà tráo trở đó, em sẽ nói như vậy đó. Bây giờ chứ không phải như thời xưa đâu mà chị nói cái gì người ta tin cái đó. Bây giờ cũng phải thời xưa đâu mà dùng đồng tiền cái mày mướn cái này mày kia. Mình hại ai mày hại người kia không có được đâu. Cho dù mình làm được điều đó ở trên còn ở trên nữa. Còn ở trên nhìn xuống nữa. Mình sống sao mà tối mình ngủ á, mình lăn xuống mình ngủ cái đùng á là ok.
chứ sống rồi sao mà tối mình phải tìm nghĩ về cách mình triệt này, mình triệt người kia, mờ thân mình lắm. Bye bye mọi người nha. Thôi đó, ngày nay tính live stream mấy ngàn đó, bà nguyên một ngày đó mà xong vậy luôn. Em kể là vậy, nếu chung ai fan bả thì tin bả, còn ai mà ví dụ mà tin em thì tin em. Mà tin em ví dụ em đi, em đã chấp nhận em trả rồi thì không có lý do gì em phải lên em kể cho mọi người nghe mà để xù nợ hết đó. Ví dụ em muốn xù nợ á thì em đã chấp nhận trả rồi. Em chấp nhận em trả mà em đã ghi nha, thì em không có lý do gì để lên đây em kể để em xù nợ hết. Nên Antifan có gì chơi ơi cho bữa lên thang để xù nợ anh Vượt nào, không có nha. Trước ngày đó là chị Nhung đã nói cho em thêm thời hạn 6 tháng để trả hay là một năm gì đó, cái cứ hẹn em nói dạ không, đúng hẹn em sẽ trả, không có tiền trả em đi mượn nợ giang hồ em trả, chứ em không thích ăn nói hai lời. Thành ra mọi người đừng có nghĩ là hay là ai đó đừng có nghĩ là em không có tiền hay là cái gì đó để lên kể đi gật lại hay nào. Em không cần cái điều đó nha mọi người. Em con người sao em sống là em cần danh dự, em cần lần tự trọng, em sống bằng lòng tự trọng, sống bằng danh dự, chứ em không có sống gì những cái kia. Cơm của em đơn giản, mọi người thấy em ăn cơm em thật em ăn đơn giản gì cũng được. Và nhà em dưới quê, nhà cửa dưới quê cũng có rồi. Ra mua táo ăn qua. Dạ ăn táo, mua táo ăn. Đây túi tiền cũng đây nè. Em ăn hàng Mỹ, ai đi ngang đây cũng thắng lại mọi người. Thắng lại rất là lâu nha. Thắng lại chừng nào mà em nghe thì thôi. Tại sao em ngủ quên nữa. Đó. Thành ra mọi người, nếu mọi người, em nói thật nha, mọi người hay nghĩ là trời chị Trang mới giúp một can nhiều, cái mẹ giờ một can nó cắn bà. Chưa chắc ai giúp ai, em nói thật, chưa chắc là ai giúp ai. Chưa chắc trong cuộc chơi này ai nợ ai. Chẳng qua tại vì người nào thích kể thì kể, còn em là không thích kể. Và những chuyện của em thì nó, và những chuyện của em á, toàn là em giúp những chuyện mà kinh thiên động địa không à. Thành ra em không có kể được. Em kể làm giết luôn người ta đó. Em mà kể làm giết luôn người ta đó. Thành ra em không có kể được. Em rất là con người, em là chuyện nào ra chuyện đó hả? Em nói thật mọi người nha, con người em là chuyện nào ra chuyện đó. Nhiều trong group Antifan nó kích em mỗi ngày luôn. Em nói thật, tại vì bây giờ đang live stream bằng điện thoại này không biết sao lấy cho mọi người coi. Nó chửi em mỗi ngày tối, nó chửi em xong nó lóc chặn tối, chặn cho em trả lời á. Xong bắt đầu tối 12 giờ mở lóc ra nó chặn tin chửi em nữa rồi nó chặn nữa. Nó cho ra. Đó em, cái sau em chụp nó xong bị khóa máy rồi mọi người. Em chụp là em đăng Facebook cái ngu ghê, cái từ đó vô báo cáo ngay Facebook bị giảm tương tác. Thành ra là em nói thật á, nên ai mà chơi với em á, chơi với em xong chơi không chơi nữa cây gỗ, em cũng sẽ không bao giờ nói xấu hay cái gì người đó hết. Nhưng mà lên mạng xã, thậm chí bả lên mạng xã hội bả đạp em tới giờ này em cũng không trả lời mà mọi người. Nếu mà em đã muốn trả lời là em sẽ trả lời ngay từ ngày đầu chị Trang đạp em là đã trả lời liền. Mà em cũng không muốn trả lời, tại vì mình nghĩ thôi không chơi nhau, giữ cho nhau những ký ức đẹp thôi. Còn từ lúc mà khúc mà xấu rồi mình trở đi thì mình đừng có nhớ. Tính em là như vậy, nhưng mà thật sự ba mẹ em dưới quê đi đám giỗ đám tiệc người ta cũng hỏi. Chị em đi làm người ta cũng hỏi thằng Cang sao mắc nợ cho mạng xã hội mà để bà treo lên mạng bà chửi hả, sống không ra gì đó. Em nói thật, và ngày hôm qua em về em tạo mộ ba em, người ta cũng hỏi lên mạng xã hội, người ta cũng hỏi chị Nhung ơi nói kệ là kệ chứ sao kệ được chị. Em là kệ được rồi đó, nhưng mà ba mẹ em không kệ được. Người lớn dưới quê, nhất là những người dưới quê nên chị, người ta sống á, con cái người ta một cái điểm gì thôi mà người ta rất là nhục nhã, nói chung là vậy đó. Mà riêng em là một đứa em rất là khao khát tình cảm gia đình chị. Chạy hơi nhỏ tới lớn, chị biết là em sống rồi, ba em tới ba em mất, ba em mới mở cái câu là ba xin lỗi con. Nó lại từ nhỏ tới lớn ba mới thương con nhiều không, nhưng mà nói chung là em bị đê đó. Thành ra là ba cũng không có thương con. Tới lúc ba em mất á, ba trước lớn một tuần ba mới xin lỗi con, biết vậy ba thương ba nhiều không, mày có hiếu mày này nọ. Cái ba em trước đó lúc một tuần ba em mới xin lỗi em, là xong ba em mất. Xong ba em mới dặn là thôi ráng ở nhà lo cho ba anh chị em này, cho ba cho mẹ nha. Xong
Mày hứa là ba mới dặn là mày với mẹ không có được cãi mẹ nghe không? Tại vì em với mẹ em không có thuận. Tại vì không biết sao mẹ em lại thương tư hơn, chứ là do em, gia đình em là cái á. Bây giờ tuổi thơ em mà nhỏ lớn em toàn ăn cơm mà bị đánh đập của mà mọi người. Mà giờ anh em đánh á, anh em giàu xỉn đánh đập á. Lúc ăn cơm là rồi chứ một tuần em ăn cơm là em trốn toilet đó mà. Chưa gặp trường mà ăn mà. Thành ra lúc em gặp bà quan tâm, bà thương em á. Vậy ra là em thương bà thật, thành ra những cái gì mà bà đối xử với em không nói là như vậy đó. Tới bây giờ em cũng không nói là như vậy đó. Nhưng mà em cố gắng đem được gia đình em thương, cho mẹ em thương em. Mà gì mới lên cái mạng buổi live stream bà chửi em trên mạng xã hội gì đó. Mình tới mấy lần. Giờ mà hai mẹ con em đâu nói chuyện với nhau rồi, Tết em đâu có chia sẻ đâu. Hai mẹ con em giờ đâu có thuận luôn, nói chuyện tới em đâu về nhà, em cũng phải lủi thủi tới một mình, mà đâu có hiểu. Bye bye mọi người nha.